Trong những ngày gần đây, dịch bệnh Covid-19 phức tạp, người dân khi ra đường phải chú ý bảo vệ bản thân bằng cách thực hiện đúng quy định 5K của chính phủ, luôn đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác, không tụ tập đông người và đặc biệt là phải khai báo y tế. Bảo vệ chính bản thân mình chính là góp phần có ý thức trách nhiệm với cộng đồng và những người thân yêu. Trời ơi, em thấy lo quá à, mấy anh ơi. Dịch bệnh ngày càng nguy hiểm và nghiêm trọng hơn đó kìa. Ai, đúng rồi, dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng như vậy, chúng ta phải cẩn thận hơn mới được. Nhớ là tránh tiếp xúc với lại mọi người xung quanh nghe chưa? Đúng rồi, ra ngoài chi, ở nhà đi, ăn bánh vui. Với lại mỗi lần em ra đường á, là em sẽ bịt khẩu trang kín mít luôn. Và nhớ là đem theo cái bình xịt khuẩn này nè. Đúng rồi, nhớ là phải đem theo bình xịt khuẩn giống như em Vàng là tốt lắm á. Em Vàng lúc nào cũng là người bảo vệ cho cả gia đình mình hết trơn á. Ừ, yên tâm ha, anh cũng yên tâm. Em Vàng là người luôn bảo vệ sức khỏe cho cả nhà mình mà. Nhưng mà hai anh có thấy anh Xanh đâu không? Ha. Đáng lẽ giờ này là anh Xanh phải có mặt ở nhà rồi chứ. Chắc anh Xanh ở trong phòng á, để em vô kêu cho. Ha ha, có Xanh đây. Nãy giờ Xanh chơi trò chơi siêu nhân bảo vệ thế giới chung với mấy bạn hàng xóm, vui quá trời vui luôn. Hả? Xanh. Hả? Sao em dám đi ra ngoài chơi với mấy bạn hàng xóm ở thời điểm này? Hả? Đúng rồi đó, sao anh Xanh cứ ra ngoài vậy? Mà không đủ anh. Đó. Đâu có. Xanh có rủ anh Đỏ chứ bộ. Xanh lên phòng anh Đỏ rủ anh Đỏ. Nhưng mà Xanh vô trọng, Xanh thấy anh Đỏ ngủ ngáy khò khò như một con heo vậy. Xanh, em mới nói cái gì? Em có ngon em đứng lại đó. Anh đánh em cho em biết nè. Khoan đã. Anh đứng im, không được cử động. Vàng, em làm cái gì vậy? Thì em xịt khuẩn. Em xịt khuẩn làm chi? Hồi nãy anh ra đường tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt anh còn không đeo khẩu trang nữa. Đeo khẩu trang làm cái gì chứ? Vừa ngợp vừa khó thở anh không có đeo đâu. Trời ơi, anh Xanh ơi, sao anh không chịu đeo khẩu trang? Anh không nghĩ cho sức khỏe của mình, cho gia đình của nhà mình, với lại cho tất cả mọi người trong cộng đồng hả? Ừ, trời, mua cho anh khẩu trang á. Thôi đi, khẩu trang cái gì? Xanh không có thích đeo khẩu trang, ngợp khó thở lắm. Cả nhà cứ khoái làm to lớn chuyện lên không à. Nhưng mà bây giờ tình hình dịch bệnh đang rất là nghiêm trọng, mình phải chấp hành quy định của nhà nước thôi. Đúng rồi đó. Cứ tình hình này á, anh Xanh cứ đi ra ngoài như vậy là không có được đâu. Cái gì? Ai nó không được chứ. Ngày mai á, Xanh phải đi ra ngoài để chơi hả, trò chơi siêu nhân bảo vệ thế giới chung với mấy bạn hàng xóm, tiêu diệt quái vật nữa. Không có rảnh mà ở nhà đeo khẩu trang với mấy người đâu nha. Anh Xanh. Nghiêm trọng của dịch bệnh nên nhà nước ban hành nghị định mới về việc cấm tụ tập và ra ngoài khi không cần thiết, có hiệu lực từ 12 giờ đến nay. Đề nghị mọi người dân nghiêm túc tuân thủ. Trễ quá vậy, cả nhà ăn sáng hết rồi. Ăn sáng hết nè hả? Dở thôi chứ em có để đồ ăn sáng cho anh ở dưới nhà bếp á. Thôi, Xanh không cần ăn đâu. Bây giờ á, Xanh sẽ đi chơi với lại mấy bạn hàng xóm, chơi trò chơi siêu nhân bảo vệ thế giới với lại tiêu diệt yêu quái rồi. Cái gì? Anh nói gì? Anh định đi ra ngoài nữa hả? Ủa, bộ anh không nghe cái tin tức hôm qua chính phủ nhà nước đã nói là không được đi ra ngoài sao? Anh Út Chì nói đúng đó anh Xanh. Bây giờ tình hình dịch bệnh nghiêm trọng lắm. Anh mà ra ngoài hả, virus tấn công anh đó. Ta là siêu nhân Xanh, sợ gì cái con virus đó chứ. Chào các em. Dịch bệnh thật nguy cấp, chúng ta phải tuân thủ quy định chính phủ ban hành, bảo vệ cho bản thân khỏi virus xấu xa. Chỉ có cách này thôi thì ta mới khỏe mạnh. Chỉ có cách này thôi thì ta mới khỏe mạnh. Anh Xanh thờ ơ không nghe dù mọi người khuyên ngăn. Xanh thẳng thừng từ chối việc mình phải mang khẩu trang. Ham chơi và thường xuyên tụ tập để vui chơi.
vì sẽ nghĩ rằng mình khỏe mạnh nên virus không làm được gì. Cái gì? Ngươi nói ai vô dụng hả? Ta sẽ cho nhà ngươi biết sức mạnh của siêu nhân xanh. Hey, sha. Các bạn đâu hết rồi? Các bạn ơi, đứng lại. Mấy đứa con cái nhà ai mà dám ra đường thời điểm dịch bệnh nguy hiểm này hả? Dạ. Hãy cứ lên nhà phòng vì tội tụ tập đông người và không đeo khẩu trang nơi công cộng. Vậy lên. Ồ, chú văn phòng mà. Văn phòng là gì á chú? Ở đó có đồ chơi không? Xanh thích chơi đồ chơi lắm á. Ở đó vui lắm cháu à. Đi lên theo chú vui lắm nha. Vui lắm hả chú? Ừ, thông qua một lần cho biết nha. Đi. Đừng im đây. Lấy cái bút cầm lên, ghi số nhà, ghi số điện thoại người thân, để tí nữa chú gọi cho người tới bảo lãnh. Nhanh lên. Số nhà hả chú? Đúng vậy. Số điện thoại người thân nữa. Số điện thoại người thân à? Bây giờ mà mình điện thoại cho mấy đứa em của mình, nó lên nó bảo lãnh cho mình, rồi nó thấy mình như vậy, trời ơi nhục lắm. Chú ơi, con quên số điện thoại không nhớ gì á. Cái gì? Giỡn mặt hả? Số điện thoại người thân mà cũng không nhớ. Dạ không nhớ, quên. Vậy thì viết cho tôi 10 tờ kiểm điểm, tí nữa tôi kiểm tra. 10 tờ? Đúng vậy. Viết đi rồi tôi kiểm tra nha. Trời ơi chú ơi, nhiều lắm á chú ơi, 10 tờ rồi nha. Trời ơi chú ơi, mỏi tay quá chú. Cái bụng nữa. Thôi, ngồi viết đi. Tôi đi ra ngoài một tí nha. Viết xong rồi tôi kiểm tra đó. Nhớ mua em con hộp cơm nha chú. Ủa thằng xanh này đi đâu rồi kìa? Hả? Đúng là không biết anh xanh đi đâu từ sáng tới giờ chưa về nữa anh Đỏ ơi, em lo quá à. Thôi ổng về nó đó à, kể đi đừng quan tâm. Nói vậy thôi nhưng mà em cũng lo lắm. Thôi để em đi tìm anh xanh. À, hay là để em đi chung với anh Múc chị. À thôi em ở nhà đi, để em đi một mình được rồi. Anh Múc chị cẩn thận nha. Anh biết rồi. Bye bye Múc chị. Bây giờ mới về vậy? Biết cả nhà lo lắng lắm không? Trời ơi, bác tổ trưởng nè, bác xanh á, viết bản kiểm điểm mỏi nhừ cả tay luôn. Còn dám than thở nữa hả? Bác chưa viết bản kiểm điểm mà vô tủ chốt, ngủ ngon lành. Bác chưa phạt nhiều là may lắm rồi đó nha. Con xin lỗi bác. Ủa, mà giờ xanh ở đây rồi, còn Bút Chì đâu? Hả? Bút Chì đâu ta? Trời ơi, không lẽ
Bút Chì đi chơi còn về trễ ăn xanh nữa hả? Chứ gì, anh Bút Chì có đi chơi đâu, tại anh đi chơi nên là anh Bút Chì lo lắng mới đi kiếm anh đó. Anh cũng thấy lo lắng quá. Hay là bây giờ mình đi kiếm Bút Chì đi. Thôi, mấy đứa bình tĩnh lại, đừng đi ra ngoài nữa, để bác đi kiếm Bút Chì cho nhá. Từ hôm qua đến giờ chưa có tin tức gì của anh Bút Chì nữa, em lo quá à. Thôi đừng có lo, Bút Chì sẽ về sớm mà. Mấy đứa ơi, chú ơi, chú có tin tức gì của anh Bút Chì không? Hiện tại chú đến đây muốn thông báo với mấy đứa là chú đã tìm thấy được Bút Chì rồi. Tuy nhiên mà khu vực tìm Bút Chì là nơi bùng phát dịch rất mạnh, nên là Bút Chì phải làm xét nghiệm, nên chưa có thông tin gì để báo cho tụi con hết. Nhưng mà trước hết các con hãy ở yên đây, đừng đi ra ngoài, có chuyện gì chú sẽ báo thêm nha. Sao anh ơi, đã 4 ngày trôi qua rồi sao không có tin tức gì của anh Bút Chì vậy? Em lo quá à. Mấy đứa ơi, mới vừa có điện thoại của chú tổ trưởng. Chuyện gì vậy anh Đỏ, có tin của Bút Chì hả? Bút Chì á, dương tính rồi. Anh Đỏ làm sao bây giờ anh Đỏ? Tất cả là tại Xanh hết. Tại vì Xanh Nam chơi, cho nên là để liên lụy tới Bút Chì. Xin lỗi Bút Chì nhiều mà. Bút Chì ơi, em về với anh đi Bút Chì. Bút Chì ơi, đã 2 tuần rồi mà vẫn chưa có tin tức gì của Bút Chì cả. Hay là anh bây giờ anh đi ra ngoài anh tìm kiếm Bút Chì nha. Nhưng bây giờ người ta đâu có cho ra ngoài đâu anh Đỏ. Giờ phải làm sao? Alo, Đỏ nghe. Alo. Alo, bác tổ trưởng hả? Hôm nay chú gọi để báo với các cháu là Bút Chì hiện tại đang hồi phục rất tốt ở khu cách ly, và có lẽ sớm về nhà, để các cháu đừng lo lắng quá nha. Dạ, con cảm ơn chú. Mấy em ơi, Bút Chì sắp được về rồi. Con chào cô. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, con khỏe rồi. Con đứng dậy con tập thể dục cho cô coi nha. Khỏe rồi. Dạ, con cảm ơn chú. Con chào chú. Anh Bút Chì. Vàng, anh Đỏ, Xanh. Nhớ mọi người quá à. Em nhớ anh Bút Chì nhiều lắm á. Nhưng mà cuối cùng anh Bút Chì cũng được về rồi. Nhưng mà Bút Chì anh thấy ốm đi nhiều, bộ trong đó không có gì ăn hả? Dạ không, ở trong đó các bác sĩ với lại y tá chăm sóc em rất là tốt và cho em ăn uống đầy đủ nữa, nên em mới khỏe mạnh giống như vậy nè. Ủa rồi sao anh không có gì muốn nói với Bút Chì hả? Sao anh không nói gì hết vậy? Anh xin lỗi Bút Chì, tại vì anh ham chơi
với lại không nghe lời khuyên của mọi người, cho nên là phải để Bút Chì phải đi cách ly như vậy. Anh xin lỗi em nhiều, đừng có giận anh nha. À, không sao không sao. Thôi anh Xanh đừng tự trách bản thân của mình nữa. Dù gì á, em cũng khỏe mạnh rồi nè, em đâu có sao đâu. Với lại á, từ đây về sau anh Xanh phải hứa với lại tụi em á, là lúc nào cũng phải tự biết bảo vệ cho bản thân của mình. Vì bảo vệ cho bản thân của mình á, không chỉ là cho anh Xanh không, nhưng mà là cho anh Đỏ, em với lại Vàng nữa, với lại tất cả các bạn nhỏ trong xóm mình và cộng đồng nữa anh. Anh biết rồi, anh hứa với em luôn á. Thôi, cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt đẹp rồi. Anh Bút Chì thì hết bệnh nè, còn anh Xanh thì biết hối lỗi rồi. Vậy thì tụi mình cùng ăn mừng thôi. Xanh biết lỗi rồi, Xanh chỉ nghĩ đến bản thân, làm cho mọi người lo lắng. Xanh biết lỗi rồi, Xanh chỉ nghĩ đến bản thân, làm cho mọi người lo lắng. Nhưng mà Xanh đã biết lỗi rồi mà. Xanh hứa sẽ thay đổi bản thân, sẽ không ham chơi và tuân thủ. Cả nhà vẫn luôn yêu Xanh, vì Xanh đã biết lỗi rồi. Bốn anh em chúng ta mãi mãi một gia đình. Cuối cùng Bút Chì đã hết bệnh, chỉ cần chung